Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến nhiệm vụ số 6. Ngày 18 tháng 11, nhận được giấy thông báo của công ty K1 cho biết khi kiểm nhận phát hiện là 250kg hàng C sai hợp đồng, từ chối và trả lại. Chi vận chuyển hàng C bị trả lại về nhập kho là 100, thuế gia tăng là 10%, đã anh tóm vào tiền mặt. Vậy đây là gì? Tóm lại là ngày 18 tháng 11 thì nhận được giấy thông báo của công ty K cho biết là công ty K này kiểm nhận đúng không? Thì phát hiện là 250kg hàng bị sai hợp đồng người ta từ chối nhận và người ta trả lại tóm lại là đây là đang là một nghiệp vụ bị trả lại hàng đúng không bị trả lại hàng chi vận chuyển bị trả lại về nhập kho là từng này thì cái doanh nghiệp này cũng phải bị trả tiền về nhập kho luôn chưa thì bây giờ chúng ta hãy ghi nhận như thế nào đây thì các bạn nhớ giúp mình đấy là khi mà bị trả lại hàng nhá chúng ta hãy ghi nhận như sau đầu tiên là ghi giảm doanh thu đúng không ghi giảm doanh thu thứ hai ghi giảm giá vốn đấy ghi giảm doanh thu thì sẽ ghi ngược lại với lúc tăng doanh thu Đấy, còn ghi giảm giá vốn sẽ ngược lại với lúc tăng giá vốn thôi không có gì cả đúng không thì ghi giảm doanh thu này ta ghi như nào đầu tiên ấy là ghi nợ tài khoản các khoản giảm trừ doanh thu đúng không năm hai đấy nếu mà số hiệu nó sẽ là năm hai tên đó là các khoản giảm trừ doanh thu doanh thu đấy, đấy cái thứ nhất và ở đây tiếp theo người ta ghi nợ tài khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách đúng không bởi vì bây giờ giảm thuế đi rồi mình đang bán được ít hàng hơn mà người ta trả lại mình rồi thì sẽ giảm cái phần thuế tương ứng đấy đây là khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước phải nộp ngân sách nhà nước là cái thứ hai cái thứ ba sẽ ghi có được khoản gì thì đây là có được khoản là phải thu khách hàng đúng không bởi vì nãy cái khách hàng k 1 này đúng không các bạn thấy k một ông nào đây bán cho k 1 đây đúng không k một đây đúng không các bạn thấy k một đây là người ta chưa trả tiền chúng ta ghi một khoản phải thu đây rồi đúng không thì bây giờ chúng ta ấy ghi giảm phải thu đi bởi vì người ta trả lại hàng cho mình rồi mà thì mình sẽ giảm tương ứng với khoản phải thu đó có tài khoản phải thu khách hàng đúng không rồi vậy thôi đấy là ghi giảm doanh thu thứ hai là ghi giảm giá vốn đúng không ghi giảm giá vốn giảm giá vốn thì mình đã nói rồi nó sẽ ngược lại với lúc chúng ta ghi giá vốn ghi giá vốn là nợ tài khoản giá vốn hàng bán và có tài khoản hàng hóa vậy bây giờ sẽ là nợ tài khoản hàng hóa đúng không ngược lại tức là cái nào là nợ chúng ta chuyển thành có cái nào là có chúng ta chuyển thành nợ đấy vậy đây sẽ là nợ tài khoản hàng hóa tăng hàng hóa lên mà đúng không và có tài khoản giảm vốn hàng bán đúng không giảm giá vốn đi đấy vậy thôi đấy vậy là xong ghi giảm giá vốn tiếp theo lại có liên quan đến chi phí vận chuyển nữa đúng không chi phí vận chuyển cũng phải trả nữa vậy chúng ta sẽ ghi luôn cả chi phí vận chuyển thì cũng như vừa rồi đã nói đúng không chi phí vận chuyển này chúng ta tính vào đâu chúng ta tính vào chi bán hàng thôi nợ tài khoản chi phí bán hàng nhá cứ chi phí vận chuyển mà bên bán phải chịu sẽ tính vào tăng chi phí bán hàng vậy thôi chi phí bán hàng đấy và xem này ừ, có cả thuế nữa đúng không ok vậy là nợ tài khoản thuế vat đầu vào bởi vì đang phải trả tiền và lại phải chịu thuế thì sẽ tính là đầu vào thôi đúng không đầu vào và có được khoản gì trả bằng cái gì sẽ có được khoản đó cụ thể đây là gì thanh toán bằng tiền mặt ok vậy là có được khoản tiền mặt đúng không tiền mặt vậy thôi Ok, đấy, vậy bây giờ công việc chúng ta là gì? Ghi số ở đây thôi. Còn đây là cái định hoàn chúng ta đây rồi. Chúng ta cần ghi đúng số là được. được chưa? Ok, mình sẽ bôi vàng vào đây nhá Xong mình sẽ điền số sau. Đấy, chúng ta sẽ cùng điền với nhau này. Đầu tiên ấy là xem là gì? 250kg hàng bị sai và trả lại đúng không? Thì chúng ta sẽ tính 250 này. Đấy, xem giảm đánh tôi bao nhiêu. Lấy 250 nhân với cả giá bán lúc nãy Đúng không? giá bán ông nãy là ở nghiệp vụ đây bán cho K1 này giá bán chưa thuế là 72, ok vậy mình sẽ lấy 250 x 72 bằng nhiêu rồi 250 x 72 bằng là 18.000 đúng không? có sẽ điểm đây nhá là 18.000 đấy 18.000 và tự đã giảm thuế rồi đúng không? giảm thuế tương ứng với 10% cái này là 1.800 mà tổng giảm phải thu khách hàng là bao nhiêu? 19.800. Ok chưa? 19.800 tổng nợ thôi. Rồi. Vậy xong cái phần ghi giảm doanh thu. Tiếp theo ghi giảm giá vốn chúng ta sẽ lấy 250 nhân với cả cái đơn giá của giá vốn. Như hôm nãy thôi đúng không? Cái vụ số 3 ấy. Đây. Giá vốn đây. Giá mua chưa thuế đây là 64. Ok chúng ta nhân 64 thôi. Chưa? Nhân với cả 64. Đấy xem ra bao nhiêu. Đây. đầu tư bằng lấy 250 nhân 64. Đấy bằng trong chúng ta là 16.000, ok, 16.000. Tiếp theo, à, có khoản giá vốn được bán thì cũng vậy đúng không? Tổng nợ của tổng có mà. Cái này và cái này giống nhau. Đến chi vận chuyển này thì chúng ta xem rất là dễ thôi. Ở đây chi vận chuyển này là người ta nói là 100 đúng không? Thuế 10%. Vậy đây là 100 này, đúng không? Và thuế 10% tức là 10 thôi. Đấy. 10% của 100 là 10 và tổng lại là tiền mặt bị giảm đi là 110 đúng không trả tiền đấy vậy thôi vậy là chúng ta đã xong cái nghiệp vụ số 6 rồi thế nào đấy ở bài này đã khó hơn rồi nhá nó liên quan đến những nhiệm vụ là trả lại hàng thì chúng ta phải giảm doanh thu này giảm giá vốn này được chưa và khi mà lập uh, báo cáo về kinh doanh là với cả kết chuyển doanh thu chi phí nó cũng khó hơn một chút ok tiếp theo mình sẽ chuyển đến những nghiệp vụ cuối cùng số 7 ngày 21 tháng 11 công ty K1 trả nợ tiền mặt biết K1 đã đặt trước tiền mua hàng là 200.000, số tiền thu đã nhập quỹ đủ. Vậy chúng ta xem là gì? Số tiền K1 còn phải trả là bao nhiêu? Xong người ta định khoản nhá Đây, số tiền K1 còn phải trả. Xem nó còn lại phải trả bao nhiêu, vì lúc nãy nó lại trả lại hàng các thứ mà, đúng không? Còn phải trả. Hai chấm này. Chúng ta lấy tổng số tiền mà lúc ban đầu người ta nợ mình. Đây, lúc ban đầu người ta nợ mình là ông K1 đấy. Ông K1 đây đúng không? Ông K1 đây thì ông nợ mình là bao nhiêu 336.600 đấy ban đầu là như vậy 336.600 đây 336.600 xong rồi trừ đi cái những khoản này là giảm cho ông ý đây có phải lúc nãy là giảm tiền cho ông ý là 19.800 ở đây không đấy khi giảm anh thu mà thì cũng là giảm khoản phải thu luôn là 19.800 đây đúng không có là khoản phải thu khách hàng là cụ thể là của ông K1 đấy đúng không đấy thì đây sẽ trừ đi phần này bởi vì được giảm từ này rồi Tiếp theo là trừ đi cái phần mà ông ấy đã đặt trước tiền mua này đúng không? Đặt trước tiền mua là 200.000 rồi. Đấy. Vậy thì mình sẽ trừ đi 200.000 nữa. Được chưa Vậy xem tổng còn lại ông ấy phải trả bao nhiêu? Thì mình thu từng ý là được. Ok ông nào. Lấy 336.600. Trừ đi 19.800. Và trừ đi 200.000. Bằng nhiêu? 116.800. Ok. Vậy là tổng ông ấy còn phải trả là 116.800. Đấy. Vậy chúng ta định khoản bình thường thôi. Suy ra này, cái phần uh, ông trả nợ của tiền mặt thì mình sẽ nợ tài khoản tiền mặt. Tức là với công ty ấy, thì tăng tiền mặt lên đúng không? Nhớ là mình định khoản cho công ty. Đấy. Và có được khoản gì? Rõ là có được khoản phải thu khách hàng đúng không? Vì khách hàng này trả tiền rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ giảm khoản phải thu đi thôi. Và cụ thể số là bao nhiêu thì đây? 116.800. Đó, các bạn tìm vào đây nhá. Vậy là xong. Đấy chúng ta đã xong. Thêm một cái nhiệm vụ nữa là nghiệp vụ số 7 rồi. Rất là dễ. Tiếp theo chúng ta còn hai vụ cuối. Ngày 24 tháng 11, công ty K2 thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản đã có thông báo từ ngân hàng. Vậy bây giờ là gì? Tóm lại là công ty K2 thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản thì thanh toán tiền hàng cho công ty, tức là mình là công ty thì mình tăng tiền đúng không? cụ thể là tăng từ ngân hàng lên. Nợ tài khoản tiền gửi ngân hàng. Và thứ hai có tài khoản gì? Có tài khoản phải thu khách hàng thôi đúng không? Cũng giảm khoản phải thu nhưng mà bây giờ khoản phải thu của công ty K2. Đấy. Phải thu khách hàng. Và xem mà K2 là bao nhiêu, ta điền số vào đây là được đúng không? Người ta trả nợ, người ta trả hết nợ luôn. K2 ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái nghiệp vụ số... Mấy ta? K2 đây rồi, đúng không? Nghiệp vụ số 4 là của K2, đúng không? Và phải thu là 220.000. Bây Vậy người ta sẽ ghi luôn, đúng không? 220.000 vào đây. Đấy, 220.000. Và đây cũng là 220.000. Xong. Tiếp theo, nghiệp vụ cuối cùng là số 9. Ngày 27 tháng 11, nhận được thông báo của công ty K2 cho biết 5 đơn vị hàng B kém phẩm chất yêu cầu giảm giá 10%. Công ty chấp nhận và dùng tiền mặt trả lại cho K2. Ok, và đây là liên quan đến gì nhỉ? Ờ, giảm giá hàng bán đúng không? Công ty K2 này yêu cầu giảm giá và công ty mình đã chấp nhận. Thì đây chính là liên quan đến nghiệp vụ là giảm giá hàng bán. Vậy khi mà giảm giá hàng bán ấy, thì nói đơn giản hơn cái việc trả hàng. Cái việc trả hàng như hôm nay chúng ta làm đúng không? Đây, mình có thể cho các bạn xem lại cái việc trả hàng hôm đấy. Chúng ta phải ghi giảm cả doanh thu, ghi giảm cả giá vốn đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy, với cái việc là giảm giá hàng bán này ý, thì chúng ta không cần phải ghi giảm giá vốn bởi vì bản chất là hàng ta đâu có giảm đâu đúng không? Đấy chỉ có là giảm tiền thôi. Vậy chúng ta chỉ cần ghi duy nhất một cái thôi là ghi giảm doanh thu. chưa? Ghi giảm doanh thu. Và cái phần doanh thu giảm ấy chúng ta vẫn ghi nợ tài khoản. Các khoản giảm trừ doanh thu đúng không? Các khoản giảm trừ doanh thu. Đấy, nợ tài khoản các khoản giảm trừ doanh thu này. Tiếp theo là nợ tài khoản thuế và các khoản phải nộp đúng không? Đây nó y như bên trên ấy. đấy, bởi vì giảm doanh thu cũng sẽ giảm cái phần thuế và các khoản phải nộp tương ứng. Đấy, thuế và các khoản phải nộp. Phải nộp ngân sách nhà nước là cái thứ hai. Và khi có được khoản gì thì chúng ta xem là doanh nghiệp dùng cái gì để trả thôi. Cụ thể là dùng tiền mặt để trả lại. Ok, vậy là có tài khoản tiền mặt đúng không? Đơn giản đúng không nào? Ok, và xem số bao nhiêu chúng ta điền vào được nhá. Rồi, bây giờ chúng ta xem này. 5 đơn vị hàng B kém phẩm chất yêu cầu giảm giá 10 phần trăm chúng ta lấy là 5 nhân với cả cái giá ban đầu là bao nhiêu đây ta xem 5 nhân giá ban đầu là đây cho ông K2 đây đúng không giá bán ban đầu là 2.000 trên một đơn vị vậy ông ta sẽ lấy 5 nhân 2.000 được chưa 5 nhân 2.000 thì đây là giá ban đầu nếu mà trả lại hàng thì mình phải trả lại người ta từng này tiền luôn nhưng bây giờ chỉ yêu cầu giảm giá 10 phần trăm thôi thì tức là mình chỉ cần trả lại người ta 10 phần trăm của cái này thôi được chưa đấy đơn giản đúng không lấy 5 nhân 2.000 và nhân 10 phần trăm nhân ra nó ra là 1.000 ok 1.000 mà thế còn phải nộp là tương ứng là 10 thì đấy sẽ là 100 và tổng lại tiền mặt phải trả người ta là 1.100 ok chưa Vậy là xong nghiệp vụ số 9 rất đơn giản đúng không nào đấy mình đã định khoản xong cùng các bạn tất cả nghiệp vụ rồi mà ở đây thì chúng ta xong yêu cầu số 1 rồi đúng không định khoản đấy và xác định doanh thu thuần thì để xác định doanh thu thuần ý, thì chúng ta phải là định khoản kết chuyển doanh thu chi phí đúng không xác định lãi lỗ đấy và chắc chắn là để lập được báo cáo ở kinh doanh ấy thì chúng ta cũng phải kết chuyển doanh thu chi phí ở đây thực ra nó ẩn một cái nghiệp vụ là kết chuyển doanh thu chi phí như các bài trước thôi nhưng mà chắc chắn chúng ta vẫn phải làm ở đây đúng không thì chúng ta mới có thể lập báo cáo kết quả kinh doanh được ok chưa nào thì đây mình sẽ kết chuyển doanh thu chi phí của mọi người nhé rồi kết chuyển doanh thu chi phí để trước khi mà lập báo cáo ở kinh doanh ấy thì chắc chắn chúng ta phải kết chuyển được doanh thu chi phí đúng không kết chuyển doanh thu chi phí và lãi lỗ đấy thì bây giờ mình sẽ đi kết chuyển của mọi người xong mình sẽ lập báo cáo ở kinh doanh được chưa nào và mình sẽ kết chuyển ở đây nhá định khoản kết chuyển doanh thu chi phí này đây kết chuyển doanh thu chi phí chắc chắn ta phải kết chuyển doanh thu chi phí xong thì chúng ta mới có thể là xác định doanh thu thuần cũng như là lập báo cáo ở kinh doanh được được chưa Đấy người ta ẩn đi nhưng mà chắc chắn ta vẫn phải làm cái điều này xong thì bây giờ này kết chuyển doanh thu ấy thì các bạn nhớ giúp mình với một cái bài với một cái bài mà nó có các khoản giảm trừ doanh thu như thế này được không có các khoản giảm trừ doanh thu như thế này đây mình sẽ ghi phần kết chuyển đây nhá thì đấy mình chỉ cần nói cho các bạn nhớ thôi đấy là nếu với một bài mà nó có các khoản giảm trừ doanh thu như vậy thì trước khi mà làm ấy trước khi mà làm cái sau thì chúng ta phải là gì định khoản kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trước được không trước khi mà chúng ta kết chuyển doanh thu chi phí thì chúng ta kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trước nhá kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu giảm trừ doanh thu trước đấy thì cái trường khoản giảm trừ doanh thu là như nào chúng ta ghi nợ tài khoản đấy cái phần mà kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu này đúng không nó làm giảm trừ doanh thu cho nên ý, nó sẽ làm giảm doanh thu thôi lúc mà doanh thu tăng chúng ta ghi có bây giờ doanh thu giảm ta ghi nợ nợ tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đấy và có tài khoản gì các khoản giảm trừ doanh thu đúng không các khoản giảm trừ doanh thu Vậy Đấy, Đấy xem bằng bao nhiêu là được. Ok. Vậy đây nhá, chúng ta xem các khoản trừ doanh thu ở đây là bao nhiêu. Thì uh, các khoản trừ anh thu ở đây mình nhớ là có hai khoản đúng không? Các bạn xem đây này. Đấy ở đây là 18.000. 18.000. Và một đứa khoản nữa ở đây là 1.000 nữa. Vậy tổng lại là 19.000 đúng không? Vậy chúng ta phải ghi 19.000 ở đây. Và đây cũng là 19.000. Đó. Và bây giờ chúng ta mới đến kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và xác định ở kinh doanh. Các bạn nhớ như thế nhá. Nếu một bài có các khoản giảm giữ doanh thu thì chúng ta sẽ phải kết chuyển các khoản giảm doanh thu trước xong chúng ta mới đến kết chuyển doanh thu cũng như kết chuyển chi phí được chưa ok vậy bây giờ này như một thói quen thôi chúng ta lại làm nốt cái này đúng không kết chuyển doanh thu chi phí xong rồi lại lỗ các thứ thì đầu tiên là để kết chuyển doanh thu này đây là một cái tổng quát đúng không mình đã ghi ở cái tổng quát đây rồi nếu mà không có cái nào ta xóa đi ví dụ là không có doanh thu tài chính thì chúng ta sẽ xóa cái dòng này đi được không ok thì bây giờ chúng ta sẽ xem lần lượt, lượt. Đầu tiên là doanh thu bán hàng vào các dịch vụ là bao nhiêu? Thì đây các bạn phải chú ý, đấy là chúng ta sẽ tổng hết đúng không? Doanh thu bán hàng vào các dịch vụ ở trên, nhưng mà sẽ trừ đi ở chỗ này, bởi vì bây giờ ghi nợ này, các bạn nhớ nhá. Chúng ta phải xem số dư nó là bao nhiêu ấy để chúng ta điền vào đây. Thì có phải là lúc tăng đi có giảm phí nợ không? Thì chúng ta phải tổng hết bên có và trừ đi bên nợ. Đây này, nợ là khoản là doanh thu bán hàng vào các dịch vụ, các bạn chú ý như thế nhá. Chúng ta tổng hết bên có và trừ đi bên nợ. Đấy, thì xem bên có ở đây là bao nhiêu, có mấy cái tăng đây. Cái đầu tiên là 306.000 đúng không? Ok, Kéo tiền là 306.000. 306 000 Rồi ta cộng thêm nhá, xem doanh thu nào nữa. Ở đây, đầu tiên là cái này chứ, đầu tiên là 215.000 chứ đúng không? Mình nãy mình chưa kéo hết. 215.000. Đấy tức là đầu tiên là phải là 215.000. Xong cái thứ hai ấy là 306.000. Đấy, tiếp theo này. Còn gì không? Doanh thu tiếp 200.000 tiếp này. Ok, cộng 200.000. 200.000 đó. Và tiếp theo chúng ta xem còn khoản nào nữa không Hết rồi đúng không Đấy chúng ta phải trừ đi cái khoản giảm trừ anh thu Chúng ta đã kết chuyển đây rồi Là 19.000 Đấy nhớ phải trừ đi 19.000 đây nhá Nếu bạn không trừ sẽ bị sai đấy Bởi vì rõ ràng mình đã nói đoạn này nó chính là doanh thu tuần Đúng không Đó bạn trừ xong bạn sẽ bấm ra đúng không Ở đây như mình ghi nhầm chỗ này Đây là 215.000 đúng không Mình ghi thiếu một số 0 Đấy các bạn tính lại nhá Đấy sẽ là 702.000 Chưa nào Đấy ok các bạn ghi lại thôi 702.000 Xong Doanh thu bán hàng và có dịch vụ chúng ta là 702 .000 nghìn Nếu tài chính là bao nhiêu thì các bạn xem trên này đúng không doanh thu ừ. tài chính doanh thu tài chính đâu doanh tài chính là 3880,8 chúng ta điền vào thôi rất là đơn giản đúng không Ok tiếp theo là xác định của kinh doanh là tổng hai cái này vào lấy 702.000 cộng 3880,8 là tổng nợ của tổng có thôi thì nói ra cho chúng ta là bao nhiêu 705.880,8 Ok 705.880,8 xong Tiếp theo là kết chuẩn chi phí, đúng không? Thì chúng tại xem thôi, giá vốn hàng bán là bao nhiêu, chi phí tài chính là bao nhiêu, chi phí bán hàng là bao nhiêu, chi phí của doanh nghiệp là bao nhiêu. Đấy, và chúng ta sẽ tổng lại để ra cái này, được chưa? Thì đầu tiên là xem giá vốn hàng bán, thì đây chúng ta cũng phải chú ý, bởi vì là cái giá vốn hàng bán ấy, đây là lúc tăng lúc giảm đúng không? Chúng ta sẽ phải cộng cái tăng trừ cái giảm. Đấy, để vì chúng ta sẽ ghi số dư ở đây. Cụ thể này, những nghiệp vụ nào có doanh thu thì cũng sẽ có giá vốn. Đầu tiên này, giá vốn này là 200 000 ok. 200 000. Cộng này Tiếp theo là vốn này Tăng đi nợ này đúng không Là 272.000 272.000 Tiếp theo là cộng tiếp này Còn một cái nữa đúng không Đây là 150.000 Ok 150 nghìn Và còn gì không Đây chỗ rõ ràng người ta ở đây khi giảm giá vốn rồi Cho nên các bạn nhớ phải trừ đi 16.000 đây nhá Đấy bởi vì giá vốn giảm này Đúng không thì chúng ta sẽ ghi ở đây bởi vì nó bên có này các bạn nhớ cộng tăng trừ giảm những cái chi phí tăng đi nợ giảm ghi có đúng không bây giờ nó giảm này thì chúng ta phải trừ đi đấy các bạn hiểu như thế nếu bạn không trừ 16 thì đây là bị sai bởi vì đây nó ghi rõ là giảm giá vốn rồi đúng không bằng 606 nghìn ok các bạn điền vào thôi là xong 606 nghìn đấy ở đây nó chỉ có cái chuối như vậy thôi còn uh, chi phí tài chính về này có không chi phí tài chính về này các bạn có thể thấy là nó không có đúng không không có vậy thôi chúng ta xóa đi chưa không có chi phí tài chính ở bài này còn chi phí bán hàng và chi phí của lợi doanh nghiệp là bao nhiêu thì chúng ta xem nhá đây, xem những khoản chi phí bán hàng chi phí bán hàng ở đây là 100 này đấy mình sẽ cộng một lượt nhá ở đây mình thấy có mấy cái đấy mình sẽ cộng này 100 này cộng này xem còn chi phí bán hàng nào nữa không chi phí bán hàng đây là 2.000 nữa đúng không cộng 2.000 hết rồi đúng không ừ, hết rồi có mỗi 2.000 thôi là tổng lại là 2.100 xong 2.100 còn bài này rõ ràng chúng ta không thấy chi phí của doanh nghiệp đúng không? Nãy giờ chúng ta định khoản không thấy cái nào là chi phí của doanh nghiệp các bạn có thể kiểm tra lại đấy mà nó cũng sẽ không có vậy nó chỉ có hai cái này thôi đấy nếu mà không có cái nào xóa đi và tổng lại là bao nhiêu 606.000 cộng với cả 2.100 thì nó ra cho chúng ta là 608.100 đúng không? OK 608.100 xong nhá vậy bây giờ chúng ta xác định lợi nhuận mình đã chỉ mọi người rồi đúng không? Cách xác định lợi nhuận là gì? Lấy doanh thu trừ chi phí. Mà doanh thu đây, chúng ta đã kết chuyển đây rồi đúng không? 705.880,8. Đấy. Trừ đi gì? Trừ đi cái chi phí chúng ta đã kết chuyển sang bên nợ này rồi là 608.100, Đúng chưa? Thì trừ nó ra bao nhiêu? Các em trừ giúp mình nhá. Đấy, trừ giúp mình chắc chắn là nó dương rồi đúng không? Dương là đang lãi cho nên kết chuyển lãi vẫn ghi như vậy. Chúng ta chỉ cần thay số vào đây thôi là xong. Đó. Thì khi mà trừ ra ấy, lợi nhuận của chúng ta sẽ bằng là 97.000 780,8 ok 97.780,8 được chưa nào đấy các bạn kiểm tra lại nhá 97.780,8 ok đúng rồi lớn không sẽ là lãi vậy đây chúng ta kết chuyển lãi và số chính là số này chưa xong kết quả cuối cùng của chúng ta đấy sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ lập báo cáo ở kinh doanh thôi đúng không và lập thì mình đã chỉ mọi người rất là nhiều rồi đây mình có thể lập cho mọi người luôn mình vẫn sẽ có ở trên này nhá nó chỉ có 10 khoản này thôi chúng ta cần copy lại chúng ta thay số là được đúng không Cái các bạn nhớ là nó sẽ chạy từ 1 nhá 1 đến 10 thôi còn đây trong đây là có và nó bị nảy số của mình ấy nhưng mà mình mọi người nhớ là mình sẽ ghi là từ 1 đến 10 nhá Đấy. lập báo cáo của kinh doanh thì tại lập nhá báo cáo của kinh doanh như sau ok nó có 10 khoản mục như thế này và các bạn nhớ đây là từ 1 đến 10 nhá từ 1 đến 10 Đấy, không phải 21 hay 22 gì đâu bởi vì mình đang ghi theo thứ tự đấy cho so nên nó tự nhảy của mình nên các bạn nhớ là từ 1 đến 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 được chưa các bạn trình bày trong bài thi đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok nhớ nhá rồi thì bây giờ chúng ta điểm vào đây lần lượt và lần lượt thôi đúng không làm ta xong rất là ngắn gọn rất là dễ thì đây mình sẽ cùng điền với mọi người này đầu tiên nhá chúng ta xem đấy là doanh thu bán hàng và cơ dịch vụ là bao nhiêu thì các bạn nhớ doanh thu bán hàng vào các dịch vụ này ý, là chúng ta phải ghi cái mà chưa khấu trừ đúng không? Đây, chưa uh, khấu trừ khoản giảm trừ ấy. Thì mình đã chỉ mọi người rồi. Cái lúc kết chuẩn doanh thu này thì cái phần này nó chính là gì? Nó chính là doanh thu thuần. Đấy, các bạn sẽ ghi vào doanh thu thuần trước. Đấy. Còn ít các khoản giảm trừ doanh thu thì trên này chúng ta kết chuyển rồi. 19.000 đây đúng không? 19.000. Đó. Vậy bây giờ chúng ta có tìm được cái số bên trên không? Có đúng không? Lấy 702.000 cộng 19.000 thì nó ra cái số bên trên. Bởi vì bản chất là cái số 3 này sẽ bằng cái số 1 trừ cái số 2 đúng không? bây được cái số 1 sẽ bằng là cái số 3 cộng cái số 2 thôi. Được chưa? Thì mình cộng vào nhau thôi là 702.000 cộng 19.000 thì nó ra là 721.000 nhá. 721.000. Đó được rồi. Và tiếp theo giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán ở đây thì um, chúng ta ghi thôi đúng không? Giá vốn hàng bán đây rồi. Không có gì cả. Giá vốn hàng bán uh, đây, 606.000. Và các bạn lấy hai cái này trừ đi nhau thôi đúng không? nên gồm xem là 3 trừ 4 đúng không? Khoản số 3 này, trừ khoản số 4 này. 7 2 000 trừ 666.000. Nó ra cho chúng ta là 96.000 đúng không? 96.000. Đó. Xong cái số 5 này là nhân gồm. Tiếp theo là cái số 6 là doanh thu tài chính, đúng không? thu tài chính chúng ta điền vào thôi. Doanh thu tài chính này là bao nhiêu? Đây, 3.880,88, ta điền vào thôi là được. 3.880,88. Tiếp theo là chi phí tài chính là bao nhiêu? thì chi phí tài chính ở đây chúng ta thấy có không, không có đúng không mỗi hai loại chi phí này thôi chi phí tài chính là không không có là không chi phí bán hàng là bao nhiêu thì có đây rồi đúng không chi phí bán hàng là hai một trăm ta điền vào đấy lần lượt thôi tiếp theo là chi phí của doanh nghiệp thì có không không có luôn đúng không không luôn đấy và kết quả cuối cùng các bạn sẽ lấy là gì năm cộng sáu trừ bảy trừ tám trừ chín đấy các bạn trừ đi chắc chắn nó sẽ phải ra kết quả là như thế này Được không kết quả là ra số lãi hoặc lỗ của mình lúc đấy đấy nếu mà đúng này là đúng, thế là mình đã làm trước rồi, trên chắc chắn là đúng rồi đúng không? OK, đấy mọi người sẽ làm như vậy nhá. Xong, đơn giản vậy thôi, mình đã chữa cho mọi người xong cái bài số 7 rồi, nó khá là dài đúng không nào? OK, không sao. Thì còn một cái bài số 8 thôi, video sau mình cũng sẽ chữa nốt nhá. Còn video mình hôm nay dừng lại tại đây thôi. Nếu mà nào có thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận, mình sẽ đáp cho các bạn. Xin chào lại các bạn, chào các video tiếp theo, ba người, bye.